Thưa quý vị, thưa các bạn, thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền địa phương trong tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi, qua đó phát huy vai trò của người cao tuổi trên mọi lĩnh vực đời sống. Đặc biệt để sống vui, sống khỏe, sống có ích, tích cực làm gương cho con cháu noi theo, Hội người cao tuổi các cấp còn dành nhiều quan tâm đến việc xây dựng và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Trong chương trình sáng nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với phong trào của Hội người cao tuổi thành phố Nam Định thông qua một buổi sinh hoạt của câu lạc bộ thơ người cao tuổi phường Năng Tĩnh. Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại tôi đang có mặt tại số nhà 11 ngõ 28 đường Phan Đình Giót của phường Năng Tĩnh. Ngày hôm nay thì tại nơi đây có một buổi sinh hoạt của câu lạc bộ thơ của người cao tuổi của phường Năng Tĩnh, và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng tham gia buổi sinh hoạt thơ đấy nhé. Chú chào các bác ạ. Cháu thấy các bác ngâm thơ vui quá. Không biết là cháu có thể tham gia cùng các bác được không ạ? Vâng ạ. Bác ơi, cháu không biết vậy thì là câu lạc bộ thơ của phường Năng Tĩnh mình thì được thành lập từ khi nào ạ? Chính thức câu lạc bộ của chúng tôi là hình thành từ thơ phong trào. Nó có cách đây từ hơn 9 năm. Mà những người mà gọi là nòng cốt, hạt nhân của phong trào đó thì hiện nay là có các cụ này, của Trần Thăng Bút, của Phan Tiến Hưng, Tiến Lộc và một số người khác. Thế là từ cái phong trào ấy cho đến nó qua các cái nhiệm kỳ của ban chấp hành, thì từ ban chấp hành khóa trước chuyển sang khóa này, thì chính thức đến khóa này chúng tôi bắt đầu cái kiện toàn lại và thành lập ra câu lạc bộ. Này, xin phép Đảng ủy Ủy ban nhân dân phường chúng tôi tổ chức ra cái câu lạc bộ thơ người cao tuổi phường Năng Tĩnh, nên là hình thành cách đây 4 năm. Vậy thì qua cái phong trào cũng như là qua cái việc thành lập câu lạc bộ thơ của người cao tuổi thì không biết là nó đã mang lại cái lợi ích gì cho với các hội viên của câu lạc bộ ạ? Vâng, cái trước hết ấy là thơ là món ăn tinh thần của người cao tuổi. Trong sau những cái năm tháng vất vả lao động và đến bây giờ về được nghỉ ngơi thì người ta thường hồi tưởng lại về quá khứ và muốn hướng tới tương lai cho cháu con, truyền đạt lại qua các cái bản thơ. Mà chính những cái đấy làm cho con người thấy yêu đời hơn, yêu cuộc sống hơn và vui vẻ hơn. Cháu thấy là các bác ở đây ngâm thơ hay quá. Thì không biết là trước kia thì khi mà mình còn đang công tác thì có bác nào tham gia ở trong văn hóa nghệ thuật hay không ạ? Mà mình hay là mình có một cái năng khiếu gì không mà lại có thể sáng tác cũng như là ngâm thơ hay như vậy ạ? Không ạ, chúng tôi là chỉ là cây nhà lá vườn. Cây nhà lá vườn. Vâng ạ. Và sáng tác là mỗi người ở một lĩnh vực công tác khác nhau. Giờ cao tuổi rồi về hưu rồi là chúng tôi tự biên tự diễn và tự sáng tác ra. Một thời công hiến đã quang, tuổi cao nay đã về nhà nghỉ Thank you.
Cháu rất là cảm ơn các bác ngày hôm nay đã cho cháu tham gia cái buổi sinh hoạt thơ của câu lạc bộ thơ người cao tuổi của phường Năng Tĩnh. Và cháu cũng thấy rất là vui vì khi mà thấy các bác có thể sinh hoạt đều đặn cũng như là phát triển được câu lạc bộ của mình vững mạnh như này. Mặc dù là cũng đã tuổi cao rồi, nhưng mà khi mà các bác được vui vẻ, các bác được thoải mái thì cũng chính là cái nguồn động viên và cũng chính là tấm gương sáng để cho thế hệ các cháu được noi theo. Cháu rất là cảm ơn các bác và chúc cho các bác thật nhiều sức khỏe ạ.